Thầy chào tất cả các em. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm cái đề tài cũng như là sản phẩm về cái môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6. Với cái nội dung kiểm tra cuối học kỳ 2 cái đề tài như sau. Đó là học sinh thiết kế tranh tuyên truyền với mọi người về phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Được chưa? Thì cái nội dung cũng như cái đề tài của môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 của thi cuối học kỳ 2 của mình. Thì về cái phần này á, cái tiêu chí đánh giá cho mình như sau. Tiêu chí đầu tiên á là chúng ta khi chúng ta làm thì phải sao đầy đủ các yêu cầu trên. Cái thứ hai là gì? Sản phẩm hoàn chỉnh, đúng chủ đề, trang trí đẹp, hợp lý. Cái tiêu chí đánh giá thứ ba là gì? Học sinh chỉ ra được những tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đến cuộc sống con người. Cái tiêu chí thứ tư là biết tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh thực hiện những việc làm giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu và thiên tai. Thì trong quá trình chúng ta thực hiện á, chúng các em sử dụng thứ nhất là gì, kéo nè, này kia đúng không nè, thì phải sao, phải an toàn, rồi chưa? Và khi chúng ta hoàn thành được cái sản phẩm rồi thì chúng ta phải làm nhớ dọn dẹp vệ sinh cái nơi mà chúng ta làm cho nó sạch sẽ, rồi chưa nè. Rồi bây giờ thầy nhắc lại cho Rồi bây giờ thầy nhắc lại cái đề tài để chúng ta nhớ ha. Rồi cái đề tài của mình như sau, đó là học sinh thiết kế tranh tuyên truyền với mọi người về phòng tránh thiên tai, giảm thiểu biến đổi khí hậu. Rồi giờ cái đề tài chúng ta thi đánh giá cuối học kỳ 2 của mình. Và cũng gần thi học kỳ 2, thầy cũng chúc tất cả các em có một cái kỳ thi học kỳ 2 đạt được kết quả thật là tốt. Rồi, thầy chào tất cả các em.